Tất nhiên các nhà làm luật thì cũng phải tư duy một chút ở cái chỗ là liệu chúng ta đã có những điều khoản quy định đi trước một bước với thực tế chưa, hay là cứ xảy ra rồi thì ta mới có những cái điều chỉnh. Thực ra họ không sai, bởi vì xã hội liên tục phát triển mà sự cập nhật thì đã là bài thông qua rất nhiều phương tiện, rồi mới tổng kết, rồi mới đệ trình, rồi mới triển. Chính vì thế cho nên là theo quan điểm của riêng tôi thì cái quy định để mà chế tài cho cái tội này cần phải tăng cao hơn nữa. Vâng. Bởi vì khi bắt cóc trẻ con dù với mục đích là gì thì đều là vi phạm pháp luật và gây một cái hệ lụy ảnh hưởng cực kỳ lớn tới tinh thần, tới quan hệ xã hội, rồi rất nhiều mặt khác nữa. Vì trẻ em là tương lai của đất nước, thế giới. Vì trẻ em như tờ giấy trắng, nó được quyền hưởng thụ những cái gì tốt nhất, đẹp nhất và giá trị nhất. Cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải. Vừa rồi chúng ta đã cùng lần lượt đến với ba con số cũng như là ba hashtag, ba chủ đề khác nhau. Hãy cùng đến phần cuối của chương trình ngày hôm nay, một phần nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều chú ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với phần 4 của chương trình ngày hôm nay, đó chính là góc review. Vâng ạ, thưa nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải, góc review sẽ giúp cho các bạn khán giả của Sắc Màu Cảm Hứng biết thêm một chút về những cái sở thích của chú. Bây giờ sẽ là Green Film, chương trình cây số, phim truyền hình của Vinh Kỳ An.